Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dọn cái kho của mình. Cái kho này mình mua đồ cũng khá lâu rồi, cũng khoảng trên 10 năm rồi. Mình thấy nó có nhiều cái đồ mà nó cũ. Mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn những cái món đồ đó. Đây là cái kho của mình mới vừa dọn ra. Đó. Nó rất là nhiều đồ. Còn là ba cái đồ mình mua cái đây lâu lắm rồi. Đó, trong này nè. Wow. Có quá trời thứ luôn. Này là cái máy hút bụi mini hồi xưa làm cái laptop nè. Hút trên cái laptop. À, nó có cái bao luôn. Loại này nhìn thấy lạ không bạn, nhưng mà nó hư rồi nha. Hư rồi. Rất cái pin nó, thật ra nó chưa hư đâu, nó còn cái pin nữa. Mình sẽ để nó đây. Ồ. Cái điện thoại T-Mobile BlackBerry ha. Nó đây nè. Cũ lắm rồi. Cái đây cũng 10 năm rồi. 10 năm mấy rồi. Giờ này các bạn tìm chắc cũng khó lắm. Trong có gì đây? Rồi, còn còn đầy đủ phụ kiện ha. Mình giữ kỹ lắm. Mới keng xe ben luôn á. Nhưng mà cái máy thì hư rồi. Máy này cũ lắm nè, pin nó chai rồi. Mình thì thích sưu tầm và mình lưu lại. LG KF350. Điện thoại này nắp bật này cũ rồi, hồi xưa rồi. Cũng trên mười mấy năm rồi đó. Giờ này các bạn tìm cũng ra đâu. Này. Mình mua ở điện thoại thế giới di động ha. Cho vào thùng rác luôn. RAM máy tính, cái thẻ nhớ 8GB. Wow, cái này là siêu kinh điển luôn nha. 16M. Các bạn thời bây giờ chắc nghi sẽ khó mà có được cái thẻ nhớ này đâu. Thẻ nhớ này hồi xưa đối với mình thời sinh viên là nó là một tài sản luôn á. Tài sản vô giá luôn nha các bạn, mới keng xe ben luôn nè. 16M nè, của Canon nè. Mình mua hồi đó nó phải tính tới tiền là mấy triệu luôn á, chứ nó không phải là giờ chỉ có là dục sọt rác đâu. Quý lắm, thời đó quý lắm. Mình sắm một cái hộp gỗ mình để cho nó luôn, là những cái mình thích, những cái cây RAM hồi xưa nè, cái bóng nữa, bóng này là bóng gold. Ồ, nó kì nữa nè. Nó kìa C101 này lâu quá, cũng là trên chục năm rồi các bạn.
tai phone của nó luôn. Không phải, tai phone này là của Motorola. Motorola giờ này là thương hiệu này không có luôn nha các bạn, mất rồi. Thương hiệu này Motorola mất rồi. Nghe cực kỳ hay luôn. Đéo tin. À, nghe đẹp, kiểu dáng đẹp lắm. Nhưng mà nó cũ, rất là cũ rồi. Mình cũng chỉ để làm lưu niệm mà thôi. Bỏ tiếp mà không bỏ thì nó dơ. iPhone 5, hồi đó mình mua là toàn là full hộp nha. Hàng mới không, cái này màu đen. Cái này con này mình tới giờ mình vẫn còn đang xài. Vẫn còn đang xài. Hồng kim mobile phone, hồng kim mobile. Vẫn còn full rất là đẹp. Hộp của này. Đó, các bạn xài iPhone thì chắc không có lạ gì. Hộp của nó còn rất là mới luôn đó các bạn, mới keng luôn á. Kho báu của mình á. iPhone 5. Oh shit. Oh my god. Galaxy S2 nha các bạn. Hiếm cực kỳ. Không có đâu nhé. Galaxy S2. Coi trong gì, nó còn gì trong này đây. Nó cũng chỉ còn lại cái hộp thôi, nhưng mà vẫn còn rất là mới các bạn. Mình giữ lại cái hộp thôi. Chụp cái máy tính này. Thời đi học mà có cái máy tính bấm bấm này là cũng lạ không? Các bạn thấy có lạ không? Máy tính này cực kỳ lạ nè. Các bạn tìm không ra đâu, không thấy đâu. Đi mua trên thị trường cũng không có đâu nha. Nhưng mà nó hư rồi. Bấm hết lên rồi. Cho nó vào sọc rác đi. Ủa. Thẻ sinh viên của mình rồi nè. Cũ lắm rồi. Để làm kỷ niệm thôi. Wow. Cũng nhôm thời kia thời đó nè. Mình mua cũng đã rất là lâu rồi. Ống dòm này là ống dòm gắn điện thoại này chắc cũng 5 năm 6 năm rồi. Khá là đẹp rồi. Ôi, đây à, hộp và cái hộp và cái hộp thôi, còn cái hộp thôi. Này là của Getaway của Siemens. Mạng bỏ lên cho nó rộng chỗ. Sách Canon nông máy ảnh nè, mình còn xài máy ảnh luôn nha các bạn. Máy ảnh này mua tôi cũng hơn 12 năm rồi. Gì đây, này là gì à? Này là cái TV box hồi xưa nè, TV box nè. Này hồi đó là mình thời sinh viên mình xài bằng cái màn hình máy tính đó, mình dùng cái này để mình coi TV, coi đá banh, coi bóng đá. Vẫn còn ha, vẫn còn đồ này. Ôi, vẫn còn luôn nè các bạn. Này nè, nó này nè. Má tí ơi. Nếu mình nói không lầm lượng ra vẫn xem được nha các bạn. Nè, nó cắm đuôi bằng đuôi TV vô nè, anten vô nè. Trời đất. Mình không ngờ nó vẫn còn trong cái kho tàng của mình luôn á. Này quý lắm. Thời đó là coi được TV bằng màn hình máy tính là cũng phải dân công nghệ dữ lắm mới biết được mấy cái vụ này đó. Nè, cáp nè. Nguồn nè. Này là cổng audio này, cổng để nghe này. Sắt
hướng dẫn TV Box này. SG. Trời đất ơi. My God. Mình không ngờ mình vẫn còn giữ được cái hàng này luôn á. Thời sinh viên mình là năm 2003. Cái này mình mua năm 2005 nha, lẻ năm nha. Lẻ năm lẻ sáu gì đó. Bây giờ hơn mười mấy năm rồi đó. À, vẫn còn mới ken spin. Vẫn còn ngon, nhưng mà giờ này coi bằng các mạng rồi. Hàng này coi bằng anten thì cũng vẫn những nơi vẫn có, về quê chắc coi vẫn coi được. Thành phố thì người ta bỏ rồi nha. Đẹp quá. Thời đó chùm luôn á. Này là gì đây? Này là mạng. Này là cái nối mạng cái modem. Có gì đây không? Cáp, còn phải cáp các bạn. Một cái đĩa. Một cái đĩa hướng dẫn. Đĩa này đĩa nhỏ, hồi đó mình thích cái đĩa nhỏ này lắm. Nhưng mà nó đĩa này rất là nhỏ nha các bạn. Nhỏ trong lòng bàn tay mình này. Đẹp cực kỳ, nó nhỏ, đĩa nhỏ. Chơi công nghệ là mình cũng mua cũng khá nhiều, mình chơi xong mình cũng giữ nữa, những cái nào qua thời mình vẫn còn giữ. Thôi full hộp iPhone 6 64GB, iPhone 6 mua Bạch Long à, thẻ Bạch Long ha, thẻ bảo hành Bạch Long. Chỉ còn lại hộp thôi các bạn. Hộp thôi. Mình xài rồi. Không có. Mình giữ lại cái hộp. Vẫn còn ở trong bọc đàng hoàng, bọc ni lông đàng hoàng ha. Ni lông mình chỉ khoét đít thôi. Quá đẹp. Ôi. Cái điện thoại O2 các bạn. Các bạn hồi đó chắc thời các bạn giờ này không còn ở đây đâu. Cái này là cảm ứng, nó là cảm ứng điện dung á. Nó sử dụng bằng mình viết. Cầm lên đây nè. Thời này cũng mười mấy năm rồi, thời sinh viên mình cũng xài cái này. Còn cục pin luôn nè. Còn cả thẻ SIM mình để trong đây luôn nè. SIM cũ rồi các bạn. Cái thẻ SIM này giờ này các bạn tìm không ra đâu nha. To lắm. Thời đó là mình dày 100%, là mình đã nhắn tin rất là nhanh. O2 mà nhắn tin rất là nhanh, mình ghi chữ trên đây luôn là nó hiện đi luôn, gửi rất là nhanh. Hồi đó mình thích nó lắm, bây giờ nó hết rồi. 1.3 megapixel rồi chụp hình, nhưng mà hồi đó là VIP rồi, chụp đẹp rồi. Những này không? Wow, kho tàng của mình nè. Ui, kho báu nè. Chiều của mình nè. Chút cái thẻ SIM này vẫn còn giữ mà. Cái SIM cắt ra hồi thời đó mình vẫn còn giữ nè. Nó giục qua luôn đi. Từ chúa của mình. Nó gọi giống như là có báu vậy.
luôn. Bút viết những cái bút mình thích, những cái bút thời sinh viên mình thích, một chảo những tranh ở đâu nữa, bỏ qua đây luôn. Mình rất là thích những cái này. Đây đây đây, mình có một cái mà mình các bạn coi này. USB nha, USB. USB. Cái này của Kinpon nha các bạn, ở đây hồi đó mắc lắm nha các bạn. Chỉ có 32 mê thôi. 32 mê. Mình vẫn còn giữ nè. Thời đó mà mua được cái 32 mê là lưu trữ là đi làm việc là chùm luôn á. Số 1. Đẹp cực. Nó lâu ngày nó hơi rít nè. Đó. Đó. Mình sắm cho nó cái dây nè. Đẹp dã man luôn. Trong này còn gì nữa không? Wow. Cái này mình sẽ đổ ra sau đi. Nhiều quá trời này, không biết cái thứ gì này. Wow, cái ống giòm. Ống giòm. Này thời đó mình đi chơi đi du lịch mình hay sử dụng, này giờ nó cũ lắm rồi. Móc mèo hết rồi. Quân đội đang quen nha các bạn. Và nhìn vẫn còn rõ lắm. Vẫn còn được lắm. Quá đẹp. Hồi đó mình mua này cũng rẻ thôi, mua loại có cái này có 600 mà. Mua 600 mình đi chơi đi du lịch đi phượt mình dùng đó. Gì đây? Trong này có cái búa nữa, búa xét luôn nè. Trời, búa cắt này làm gì vậy? Đợi thằng nào vô búa hả? This is crash, great. Trời, một cái đĩa. Đĩa mà thời đó mình còn xài, mình còn giữ sử dụng này. Trời ơi. Mới cây sà beng luôn, đĩa này đĩa chưa ghi luôn này. Đĩa mới luôn này. Đĩa mới. Mình mua mình cấp. Trời ơi. Này đợi thêm 20 năm nữa lượm ra được. Đưa vào viện bảo tàng. Đĩa nè, album nè, Minh Tuyết nè, Bằng Kiều nè. Wow. Bịch tiền xu của mình nè, 200 thôi. Mình làm bịch luôn. Giờ tiền đồng 200 hơi hiếm nữa nghe, không ai xài nữa đâu. Bịch luôn. Chụp hình hồi đó này siêu nhỏ luôn, nó như này của Nikon, còn là cục pin của nó nè, Fujifilm nhỏ, thấy pin này chắc thực ra cũng đã lâu lắm rồi, này chắc cũng phải chục cũng chục năm á, 10 năm á chứ không ít đâu các bạn, hộp hư hết rồi mà.
Ồ, còn một thùng như này nè. Còn một thùng này nữa. Nhưng mà giờ mình để mình nè, để mình coi rồi có gì mình giới thiệu với các bạn sau ha. Bye bye.